Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi trong suốt 24 giờ qua. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, phường 1 thành phố Vĩnh Long có thông báo khẩn. Vĩnh Long 9 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng trong một ngày. Công dân Vĩnh Long từ các tỉnh trở về được hỗ trợ chi phí xét nghiệm và sinh hoạt khi cách ly. Tiêm 3 liều vaccine Abdala cho người từ 19 tuổi đến dưới 65 tuổi. Quy trình mới xử lý F0 COVID-19 khi phát hiện tại cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt biển cảnh báo trước nhà sẽ không chặn các con hẻm nếu có ca mắc COVID-19. Tràn lan ký test nhanh bằng nước bọt không phép. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Cụ thể, tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 là những người đã từng đến quán cà phê 7C, địa chỉ số 26, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, từ 6 giờ ngày 12 tháng 10 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường 1, thành phố Vĩnh Long đề nghị những người có mặt tại địa điểm và thời gian nêu trên đến ngay trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế đúng theo quy định. Số điện thoại trạm y tế phường 1 là 02703 822 852. Thông tin thứ hai như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19. Trong ngày hôm qua, ngày 24 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 15 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể, 4 trường hợp là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về, cách ly tại khu cách ly tập trung thành phố Vĩnh Long là 1 trường hợp, huyện Long Hồ là 2 trường hợp, huyện Mang Thít là 1 trường hợp. 2 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ. 4 trường hợp qua khám và sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, có địa chỉ tại ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Ánh Thủy, có địa chỉ tại khóm Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại Trung tâm Y tế xã Tân Lộc, có địa chỉ tại ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình. Và 3 trường hợp là công dân của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hiền, có địa chỉ tại ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình. Thông tin thứ 3, công dân Vĩnh Long từ các tỉnh trở về được hỗ trợ chi phí xét nghiệm và sinh hoạt khi cách ly. Cụ thể, Sở Tài chính của tỉnh vừa có công văn hướng dẫn hỗ trợ kinh phí công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với công dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương. Theo đó, người dân Vĩnh Long ở các tỉnh thành phố trở về địa phương phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì khi thực hiện cách ly sẽ được ngân sách nhà nước chi trả các khoản theo quy định, bao gồm chi phí xét nghiệm COVID-19, chi phí cho ban điều hành khu cách ly, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho những ngày cách ly y tế tập trung. Với tổng chi phí 40.000 đồng một người một ngày, riêng tiền ăn được hỗ trợ 60.000 đồng một người một ngày từ nguồn quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 10, Vĩnh Long tiếp nhận trên 11.650 người về từ các tỉnh thành trở về địa phương. Thông tin thứ tư mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc tiêm 3 liều vaccine Abdala cho người từ 19 đến 65 tuổi. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vaccine COVID-19 Abdala của Cuba chỉ định tiêm phòng cho người từ 19 đến 65 tuổi. Lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày. Vaccine chống chỉ định cho người dưới 19 tuổi, người mẫn cảm đối với bất cứ thành phần nào của vaccine. Các trường hợp thận trọng khi tiêm vaccine Abdala bao gồm người mắc bệnh mãn tính, tự miễn dịch hoặc bệnh chuyển hóa nội tiết. Người bệnh tăng huyết áp nên hoãn tiêm chủng cho đến khi kiểm soát được huyết áp. Đối với phụ nữ có thai, dữ liệu sử dụng vaccine này ở phụ nữ có thai còn hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật chứng minh vaccine không ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thai kỳ, sự phát triển của thai hoặc ảnh hưởng đến bà mẹ trong khi sinh hoặc sau sinh. Chỉ định tiêm vaccine Abdala trong thai kỳ được xem xét nếu lợi ích lớn hơn nguy cơ rủi ro tiềm ẩn đối với mẹ và thai nhi. Về tiêm chủng đồng thời với các vaccine khác, hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ, hiện không có thông tin về sự tương tác của vaccine Abdala với các loại vaccine khác. Số liệu ghi nhận từ sử dụng hơn 3 triệu liều trong cộng đồng cho thấy rất hiếm các trường hợp phản vệ, không có trường hợp tử vong hoặc các tác dụng phụ nghiêm trọng khác liên quan đến tiêm chủng. Thông tin thứ 5, quy trình mới xử lý F0 COVID-19 khi phát hiện tại cộng đồng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình mới trong điều tra và xử lý ổ dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Theo quy trình mới được áp dụng, các ca F0 mắc COVID-19 khi được phát hiện, nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được cấp thuốc điều trị. Đồng thời, việc xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh
sẽ thực hiện cho tất cả các người dân trong phạm vi ổ dịch, nhằm phát hiện hết những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Qua đó, những người nhiễm mới phát hiện được đưa vào hệ thống quản lý, chăm sóc và điều trị ngay tại nhà. Việc thực hiện quy trình mới này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phát hiện sớm F0 COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan. Thứ hai là việc cách ly tại nhà sẽ tạo điều kiện cho F0 được có tinh thần thoải mái và chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới phải nhập viện. Ngoài ra, cũng theo quy trình mới, quá trình xử lý, điều tra, đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiện sớm tất cả các F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng hơn 420.000 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 16.400 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong thời gian gần đây, qua giám sát dữ liệu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá số ca nhiễm COVID-19 qua test nhanh tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có dấu hiệu gia tăng. Một trong những nguyên nhân là do người dân từ các tỉnh thành khác quay lại để tiếp tục làm việc. Người dân nói chung và người lao động nói riêng ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đều được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 tại doanh nghiệp, địa phương nơi cư trú hoặc địa bàn giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào trạng thái bình thường mới, phục hồi và phát triển kinh tế. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã tiêm đủ liều vaccine và phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Thông tin thứ 6, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt cảnh báo trước nhà sẽ không chặn cả con hẻm nếu có ca mắc COVID-19. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi xử lý khi phát hiện F0 nhiễm COVID-19 cho cộng đồng để phù hợp với tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ. F0 sẽ được theo hộ gia đình, không phong tỏa toàn bộ ngõ hẻm, khu phố, tổ dân phố như trước kia bởi không cần thiết và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, khi có ca mắc mới, các hộ xung quanh chỉ hạn chế tiếp xúc, hạn chế ra ngoài và sẽ không có rào chắn. Hiện nay đối với ổ dịch hộ gia đình, mỗi hộ chỉ cần có một ca F0 thì cơ quan y tế địa phương sẽ đến khám và sàng lọc, đánh giá tình trạng. Nếu đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ để bệnh nhân cách ly tại nhà. Nếu có triệu chứng nặng, bệnh nhân sẽ được đưa đến trạm y tế xét nghiệm. Còn các trường hợp F1 sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm định kỳ, cách ly gia đình. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, cơ quan chức năng và cơ quan y tế địa phương sẽ thực hiện biện pháp căng dây phong tỏa và dán biển cảnh báo hộ gia đình có ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền để người dân sống gần đó thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Phần cuối của video là thông tin về việc tràn lan kit test nhanh bằng nước bọt không phép. Hiện có rất nhiều loại kit nhanh COVID-19 bằng nước bọt được bày bán trên thị trường chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Không rõ nguồn gốc nhưng nhiều người vẫn tìm mua để sử dụng. Thậm chí có nơi còn nổ sản phẩm đã được cấp phép có độ nhạy đến 99,99%. Mọi người chỉ cần vào mục tìm kiếm của Facebook, tìm kiếm kit test nhanh nước bọt sẽ hiện ra rất nhiều câu chào mời, quảng cáo về dòng sản phẩm này. Trong vai trò là một khách mua hàng, phóng viên của báo Thanh Niên được mời chào mua sản phẩm kit test nhanh đa dạng từ các nhà sản xuất khác nhau với đủ mức giá từ 110.000 đồng đến 265.000 đồng một test. Khi hỏi về độ tin cậy của kết quả test nhanh thì hầu hết người bán đều khẳng định sản phẩm của mình có mức độ chính xác 98,5% trở lên. Thậm chí có người bán còn khẳng định độ chính xác lên tới 99,99%. Kèm theo đó là những lời mời giới thiệu rất mát tai về những ưu điểm của loại kit test nhanh này, như dễ sử dụng bằng lấy nước bọt mà không gây khó chịu như test nhanh bằng que tăm bông, êm dịu đối với trẻ em, không gây kích ứng khi sử dụng và độ chính xác cao. Không chỉ trên mạng xã hội Facebook, các loại test này cũng có thể dễ dàng tìm mua tại các sàn thương mại điện tử có tiếng như Shopee hay Lazada hoặc các website khác. Tuy nhiên, khi thử tìm mua que test nước bọt tại các hiệu thuốc thì đều không có hàng và được lý giải rằng sản phẩm này chưa được cấp phép nên vẫn chưa được nhập hàng về bán. Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở chưa nhận được thông tin từ Bộ Y tế đã cho phép loại test nhanh COVID-19 bằng nước bọt. Theo đó, để chấn chỉnh tình trạng bán buôn test nhanh này, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế sẽ rà soát, kiểm tra và xử lý. Đại diện vũ trang thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế khẳng định, đến nay Bộ Y tế chưa cấp phép bất kỳ kit test nhanh COVID-19 bằng nước bọt. Nhưng hiện nay, quan điểm của Bộ Y tế là rất ủng hộ nghiên cứu phương pháp mới. Tuy nhiên, phải cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và tác dụng thì mới cấp phép cho test nhanh bằng nước bọt. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên mua các sản phẩm đã được thẩm định,
cấp phép để đảm bảo chất lượng. Nếu ký test nhanh không đảm bảo chất lượng sẽ rất gây nguy hiểm vì có thể kết quả âm tính giả, làm lây lan dịch bệnh. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho Kiếp làm kênh địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.